Rồi bây giờ thì mình sẽ ra xe để đi chợ á. Và từ trên các cái con dốc này dựng đứng này, hai bạn này đã ngồi xuống rồi. Giờ mình ngồi lên nhá. Có phải có sợ nó lùi đằng sau mình bám đằng sau không? Không sao đâu mà. À. Rồi. Để dù ở nhà luôn chứ mang đi. Không, dù để xíu mà thôi. Chắc bỏ cái dù ở nhà dù anh đi. Dạ đi chợ đây. Ờ. Dạ đi chợ đúng không? Ờ. Không cần phải đi chợ đúng không? Không. Không phải đi chợ nữa. Cho vào, cho dù vào trong kia. Đó, các cái con dốc dựng đứng nữa các bạn. Số 1 lao xuống. Vâng. Số 1 nó mới giữ được chứ thắng không, không ăn thua. Cháy má phanh. Cháy má phanh luôn mà nó bung nó lột luôn. Đây chúng ta sẽ đi chợ. Trời mưa mỗi lúc một lớn đó các bạn. Chợ của người dân tộc. À, chợ của người dân tộc. Ở đây thì giờ có những người dân tộc cách đây phải 20-30 cây người ta mang đồ ra đây bán. Dạ. Tùy theo từng mùa mà người ta sẽ có những cái loại thực phẩm khác nhau. Dạ. Như mùa vừa rồi là mùa măng. Được măng. À, măng của hai loại là măng mai và măng tre. À, còn mùa này thì khả năng là còn nấm rừng, có rau dớn, rồi rau bí. Mùa này là mùa của các loại rau bí và đậu. Ngoài ra thì ở đây còn có các món đặc sản như cá tầm và cá hồi. Cá tầm cá hồi. Đúng rồi, Sapa nhiệt độ đủ lạnh để có thể nuôi được. Thịt lợn cắp nách thì phải cho một đoàn lớn thì mình ra được một con được không? Dạ. Ở đây thì người ta có làm riêng. Bán nguyên con. Ở nguyên con thì mới bán. Bữa này vừa đi vừa mang nón đi xe giỏi á. Đi quen rồi. Hôm nay chở bán tay. Mưa to quá luôn không ai mua cả. Đây, tới chợ rồi, có thể đấy, còn có thể bán có gà này. Đó, có gà. Đây, chợ ở đây rồi. Ôi trời ơi, hôm nay chợ vắng teo, vắng tẻo. Đây, đầu này, bí này. Bí này, đầu này là dớn vâng. Này. Bắp này. Rồi. Ta sẽ coi em mua đồ đi chợ ở chợ á. Vẫn phải mua cái rau gì về đi, mua rau mua có bắp bơm su su gì đấy. Rau dớn, rau rừng ấy. Rau rừng. Rau dớn nó giống như cái dương sĩ gì đó mà không phải. À. Ở đây có cái rau đặc biệt là ở lấy. Ok, cứ lấy đây cho xin. Anh đặc biệt là ở biết biết biết. Lazy crazy là không. Rất là làm biến xài túi ni lông. Rồi. Có mua bắp không? Bắp ở nhà mình có mà. Bắp chắc mua thêm đi. Mua thêm bắp đi. Ngon. Vâng. Cái này nó già rồi thì được.
Rồi. Bắp này nhiêu tiền? 5 cái 10.000. 5 cái 10.000, lấy hết đi. Bỏ vào đây. Đây lấy đi. Ừ. 5 cái 10.000. Đây ngô đây rồi. 5 trái 10.000, lấy đây. Không mua đậu dài à? Không à, ăn lẩu. Không mua gì à? Đậu. Không mua đậu dài. Đậu. Trời mưa. Đây mọi người là người Dao đấy. Người Dao, người Dao đỏ. À. Mọi người đang ở đây. Ở đây là đàn người Mông với giấy. Là người Mông với người giấy. Rồi. Đậu cái này có mua chưa? Có. Cái này gì? Cà tím à? Để nướng à? Nướng mỡ hành. Ừ, nướng đi, lấy đi. Cái này bao nhiêu? Cho 1 cân 20. Một cân khoảng bao nhiêu quả? Không, lấy ít thôi á. Bỏ, cứ bỏ trong này đi để họ bỏ, còn cân. Bỏ cân. Lấy hết đi, lấy hết rồi. Không xài nữa thì để đấy cho các bạn ăn. Không ăn rớt một tí cô à, mua một cái đồ cho cô đi. Thôi, mua đây rồi. Mấy người cho chia nhau mua một thứ mà mẹ hay nó mà xứng tắm phải kẹ xế. Lấy hết đi. Thôi. Bây giờ mua đồ gì ăn nữa nào, nướng à, mua gà hay là gì nhờ? Lợn. Lợn này lợn người dân đây. Lợn thường chứ không phải lợn đấy à? Lợn bản đấy gì? Lợn người Mông á, Mông bán lợn ở trong làng. Vậy thì mua cái lợn bản đến nướng được không? Được. Mua một thứ chút. Có mua lợn bản nướng không? Nè, em ơi. Không sao. 6 trái bắp là miếng 1 trái đúng không? 10.000. 20.000. Rồi 3 bó, 1 rau su và 2 bó rau đó rau gì? Rau rừng. Cái rau này rau gì không? Rau dớn. 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 Lấy đi cũng được anh. Mình lấy cho rồi. Bỏ đây luôn ạ. Lợn mà lợn này như lợn gà ở đây là họ 50.000 không có tiền chẵn không có gì gà thôi. Gà ở đây họ có mổ sẵn cho mình không? Có. Ừ. Bắt nguyên con nữa mình nhỉ. Là bao nhiêu tiền? Con lên một cá dưa này, nhỏ này. Dưa. Mấy nhiêu nào mấy tía? Hả? Mua quá trời. 50.000 thôi. 10.000 của một. 10.000 này. Một cây dưa 10.000 đấy. Ơ, mắc vậy. Na tần mày mà trả hết như 5.000. 15. Tổng 50.000 tất cả chỗ đấy chưa? Rồi, ok. Hôm nay có tiền này. Lấy. Em cho cô ấy cây dưa. À. 5.000 này hả? 5.000 một cây dưa à? Rồi, đủ luôn. Đây đủ rồi mà. 6 rồi. 6.000 nhá. Đây mua gà này. Vậy gà với lại gà lần luôn. Ừ. Vậy là cũng vì làm gì còn món gì khác đâu. Dạ. Được gà chỗ nào? Chỗ kia gà hoặc đây gà? Gà bên kia. Bên kia đúng không? Đây thịt lợn đây này.
Đó, mình miếng nào ngon? Đây à? Đây, thịt mông hay là thịt vai nhỉ? Thịt mông. Mông bao tiền một ký? Anh đưa cho bố của anh 300 rưỡi đi. Nhiêu tiền một ký? Bao nhiêu? 300 rưỡi nha. 100 ngàn một ký. Cái một ký này. Lấy hết miếng đó đi không? Đây làm gì còn cửa hàng khác nào đâu. Đơn giản, đơn giản đấy. Lấy hết miếng. Còn đơn giản đơn giản. Cân cân như vậy. Đúng rồi. Còn cái nào, miếng cái nào khác không? Biết cả lắm á. Chắc mình mua thêm xương để mình nấu lẩu. Đây này. Cái này hai ăn miếng. Không, miếng này. Lấy miếng này thôi. Lấy miếng này. Nhấc lên nào. Rồi. Quay 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 đây. Quay cả mặt em luôn để bán thịt nó mới đúng là rồi. Rồi. Nếu mà có tay heo thì bọn em làm một tay heo. 2 ký rưỡi. Cho đủ 3 cân đi. Chào lên 3 cân nhé. 3 ký thì đang hết không? 300. Rồi. Anh là người dân tộc hay người Kinh? Kinh không? Người dân tộc. Dân tộc gì anh? Dân tộc Giấy. Giấy. Rồi ok. Đây là vợ là dân tộc Mông. Vợ là Mông. Rồi. Rồi. Cái này có cắt bảo họ cắt ra từng giải không? Hay mình có dao mình cắt? Cắt ra giúp em giải giải dài. Cắt từng giải để về nướng. Ok. Thái luôn ạ. Dạ. Thái luôn ạ. Không cần thái đâu. Để cả miếng. Để cả miếng. Để rồi về ăn lại. Mấy cái này nè. Rồi rồi. Dài như thế này rồi để tụi em cắt ra nhá. Rồi cắt ra đi mua gà đi mua gà. Mua gà thì sang bên này. Ok. Qua đây lấy gà. Gà gà. Cắt ra nhá, cắt ra đi. Bây giờ thì chúng mình lại ăn xong thì mua đồ xong thì đi về đây. Nhà mái họ lợp bằng gỗ, thường một là gỗ bơ mu để tắm lá người Dao ở chỗ này đấy các bạn. Ở đây thì họ cũng có 3 cái phòng homestay. Đấy mình có rượu không? Có. Hôm nay em đã giải rượu. Uống chút xíu. Rượu mật và rượu tà mèo. Uống rượu đặc chất của người Mông là rượu mật ở đây. Uống một vài chén. Dạ. Rượu này thì không có nặng đâu. Ừ. Còn khoảng 2 mấy độ thôi. Thì pha với lại cà phê cây nên là kia lên luôn 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 go chưa quá siêu hôm qua em mới chạy chưa được còn hôm nay là chạy lên một cấp rồi.
Rồi, chúng ta sẽ đi vô để chuẩn bị nấu ăn á. Và hứa hẹn những cái clip kế tiếp thì sẽ rất là tuyệt vời, hấp dẫn. Xin chào. Xin chào. Hello anh. Rồi. Wow. Rồi bây giờ đồ ăn sẽ để đây và chuẩn bị nấu nướng à. Hôm nay tớ sẽ là đầu bếp chính ở khu vực miền Nam. Còn sẽ có một đại diện đến khu vực Sapa. Rồi mình sẽ tạm ngưng ở đây nhá.